Thưa quý vị, từ đầu năm 2021 đến nay, Thụy Điển đã ghi nhận tổng cộng hơn 31.000 trường hợp gặp phản ứng có hại sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Con số này bằng tổng các trường hợp gặp tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine được ghi nhận trong 4 năm. Trong đó có 3/4 trường hợp được ghi nhận tại các trung tâm tiêm chủng tư nhân. Phần lớn các trường hợp được báo cáo cho đến nay đều liên quan đến vaccine AstraZeneca. Theo đó, khoảng 16.000 trường hợp tại các trung tâm tiêm chủng tư nhân. Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận ở các bệnh nhân tiêm hai loại vaccine còn lại. Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cho rằng, mức tăng đột biến các báo cáo gặp tác dụng phụ là do sự chú ý của giới truyền thông với chương trình tiêm chủng, cũng như chiến dịch chuyển sang những người trẻ tuổi hơn. Những người này thường có biểu hiện hơn về công nghệ và có xu hướng báo cáo cao hơn. Thụy Điển đã tiêm 3,9 triệu liều vaccine COVID-19 cho người dân, không giống như nước láng giềng Đan Mạch, sau khi ghi nhận một số trường hợp liên quan đến cục máu đông hiếm gặp. Quốc gia này vẫn liên tục sử dụng vaccine AstraZeneca gây tranh cãi.